Xin chào bác nha. Hôm nay cho bác xem này, đây là cái túi đựng cá. Đây cho bác xem thành quả hôm nay đây. Chép này hôm nay đi câu được, nhưng mà trời nắng quá, trên đường về là phải và mua ít đá và ướp nó lạnh, không thì lên nó vẫn tươi như bây giờ. Rút kinh nghiệm là con chép lần trước là câu bị chết đấy. Các bác thấy con chép này đực rất là ngon này. Không biết là tối nay tôi chưa biết làm món gì, đang phân vân là làm hấp bia hoặc là làm om lồi om dưa để mời anh em đến chơi. Đấy. Đây còn chép đực. Chép đực thì rất là ngon. Bây giờ tôi thử cân để xem được bao nhiêu cân nhá. Lâu lắm tôi mới cân được con cá to này. Con này là được 2 cân 1 các bạn. Hôm nay tôi vừa mới tìm được một điểm câu mới, còn rất nhiều cá to. Các bác không muốn biết cái điểm câu đấy ở đâu không thì hãy hôm nay tôi mới vừa mới tìm được một cái điểm câu mới, có rất nhiều các loại cá khác nhau, rô phi, cá chép, cá diếc, đủ các loại cá, và còn một số con cá chép rất to như này. Thì các bác có muốn biết là cái địa điểm đấy ở đâu không, và hơn nữa là cái địa điểm đấy thì chúng ta câu không mất tiền, thì xin mời các bác xem video tiếp theo nhé. Tôi sẽ chia sẻ với các bác điểm câu đó. Xin chào các bác nhé, và hẹn các bác ở video tiếp theo nhé. Bây giờ tôi làm món cá đã, vợ sắp về đi làm về rồi.